chào tất cả các bạn. Ở trong bài học ngày hôm nay thì Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà triển khai từ những cái mẫu cơ bản mà các bạn đã được học ở các bài trước, mà chúng ta đã có những cái kỹ thuật cơ bản và những cái mẫu cơ bản mà chúng ta đã được biết rồi. Thì hôm nay bước sang một giai đoạn mới là các bạn sẽ thực hành những cái thao tác cơ bản nhất khi mà chúng ta vẽ họa tiết lên trên bề mặt móng. Thì việc đầu tiên trong bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình những cái màu như sau. Mới học vẽ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái màu đậm. Đó là chúng ta dùng màu đen và màu đỏ nhé. Tùy các bạn lựa chọn sơn của hãng nào thì tùy các bạn nhé. Nhưng mình sẽ sử dụng hai cái màu đậm này để kết hợp với cái gel màu trắng này. Đấy, để tạo ra cái sự tương phản và sắc nét trong quá trình chúng ta mới học. Đấy. Và một cái điều cơ bản nữa không thể thiếu trong cái quá trình mà làm móng của chúng ta là các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một chai liên kết. Thì liên kết đây có chữ bay này và một chai sơn bóng nhé. Đấy, sơn bóng để bảo quản mẫu. Bóng này thì chúng ta này có chữ swap up hoặc là chữ top nhé. Đấy. Và các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình những chiếc móng que để tí này chúng ta luyện tập nhé. Và cuối cùng là một chiếc bút cọ râu các bạn nhé. Đấy. Dài 6-7-8mm tùy các bạn sử dụng ở cái kích thước nào mà thuận tiện, thuận lợi thì các bạn sử dụng nhé. Khi mà chúng ta sơn lên móng tay cho khách ấy, thì bước đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cho mình sơn liên kết nhé. Vì đạt bản chất là gel thì chúng ta luôn luôn phải có sơn liên kết. Đấy, các bạn sơn cho mình này. Đó, các bạn sẽ mang đi hơi đèn cho mình nhé. Bước thứ hai, sau khi mà các bạn đã sơn liên kết thì các bạn sẽ sử dụng cho mình sơn gel màu đỏ để chúng ta sơn lấy cái bề mặt của móng. Bạn đẩy cung đến đây nhé, là thôi đi xuống nhé. Đấy, lớp đầu tiên thì nó rất là mỏng và trong. Chúng ta muốn màu của chúng ta đẹp và đều màu thì chúng ta phải sơn từ 2 hoặc là 3 nước tùy loại sơn nhé. Sau khi mà các bạn cho máy hơi khô cái nước sơn thứ nhất thì các bạn tiếp tục lại trả cho mình nước sơn thứ hai nhé. Bắt đầu cũng trải từ đầu móng đi lên nhé. Sau khi chúng ta trải cái sơn này nước thứ hai thì các bạn thấy màu sơn nó đều, mịn và mượt và bóng này. Đấy. Và sau khi mà các bạn đã hơ khô bề mặt thì bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng gel vẽ màu trắng, gel vẽ Hopler nhé. Từ những cái kỹ thuật luyện cơ bản về cọ râu mà chúng ta đã được học ở trên bề mặt bảng và trên bề mặt móng ở các bài trước thì chúng ta sẽ ứng dụng lên trên bề mặt móng của ngày hôm nay nhé. Mới đầu lấy gel các bạn nhớ cho mình này, miết cái đầu bút xuống nhé, mài cho cái đầu bút chụm lại. Đấy, sau đấy này, chúng ta sẽ đi vào phần vẽ họa tiết trang trí này. Ấn ở đầu và nhả đuôi nhé.
Đấy, các bạn thấy mình áp sát vào nhau chưa? Ấn ở đầu kéo nhẹ này. Đấy. Sau đấy là các bạn mài đầu bút đi. Muốn vẽ nét mảnh các bạn mài đầu bút đi nhé. Ở đây các bạn chấm cho mình nè, chấm những cái chấm tạo hình trang trí nhé. Như vậy là chúng ta đã được một cái họa tiết mới mà chúng ta lắp ghép từ những cái họa tiết ở những cái bài trước để chúng ta trang trí và triển khai lên cái bề mặt móng ngày hôm nay. Thì đấy là một cái cách làm nhá. Và các bạn nhớ cho mình cái bước này nhé. Và sau khi các bạn vẽ gel xong thì các bạn sẽ lại tiếp tục cho máy hơ cho Huyền. Sau khi mà các bạn đã cho máy hơ khô xong thì bước cuối cùng của chúng ta nhá là chúng ta sẽ sử dụng tốp để chúng ta bảo quản mẫu. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được mẫu thứ nhất. Đấy, các bạn sơn cho mình nè. Tương tự như vậy, cái sơn màu đen này chúng ta cũng làm như vậy nhé. Bắt đầu các bạn sơn cho mình ở đầu móng trước. Giống như là các bạn sơn móng cho khách ở trên tay cho khách nhé. Vỗ nhẹ sơn này cho đều sơn. Đấy, lớp 1 thì chúng ta sơn mỏng thôi, muốn đều thì chúng ta phải sơn đến lớp thứ 2, thứ 3 nhé. Tiếp tục cái mẫu này chúng ta cũng vậy. Sau khi các bạn hơ xong lớp 1 thì chúng ta lại tiếp tục sơn lớp thứ 2. Các bạn vỗ đều sơn đầu móng cho mình đi, đi lên nhé. Đẩy cung trên bề mặt móng này. Kéo xuống. Vỗ sơn kéo xuống nhé. Đây, mình đặt sơn vào đây rồi. Ở cái móng đen này cũng vậy. Đấy, sau khi chúng ta sơn nước thứ hai thì bề mặt sơn rất là bóng, mịn và mượt. Thì sau đó các bạn lại tiếp tục cho máy hơ cho mình nhé. Và tương tự như cái mẫu thứ nhất thì ở cái mẫu thứ hai này mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta vẽ họa tiết cọ râu lên trên bề mặt móng. Hình vẽ này thì mình sẽ vẽ khác đi một chút so với cái mẫu trước. Đấy, mình sẽ tập trung là ấn ở đầu này, kéo nhẹ đuôi này. Đấy, vẽ nét ngược đi lên nhé. Ấn là kéo nhẹ chụm vào một điểm. Và các bạn luôn luôn phải lưu ý cho mình
là chúng ta không được phép xoay móng khi mà chúng ta vẽ nhé. Dù là có khó đến mấy các bạn tập cho mình để tạo thành cái thói quen nhé. Chúng ta chỉ được phép nghiêng móng thôi, nghiêng trái nghiêng phải như này để thuận lợi cho chúng ta vẽ nhé. Chúng ta không được là xoay móng ngược giống như cái bài lần trước mà Huyền đã hướng dẫn cho các bạn. Các nét dài, nét ngắn áp sát vào với nhau, đan xen vào với nhau. Đấy. Chưa? Đây cũng là một cái cách để chúng ta triển khai từ những cái nét vẽ kỹ thuật cơ bản lên trên bề mặt móng ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà chúng ta vẽ xong thì các bạn luôn luôn phải nhớ cho mình là chúng ta lại tiếp tục cho máy hơ để hơ khô cái phần gel mà chúng ta vừa mới vẽ xong nhé. Tương tự cái mẫu thứ hai này cũng vậy. Sau khi các bạn đã hơ khô thì chúng ta sẽ cho vào sơn bóng. Và như vậy ở trong bài học ngày hôm nay thì Huyền đã hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta vẽ họa tiết triển khai lên trên bề mặt móng của khách. Đấy, từ cái kỹ thuật cơ bản ngày hôm nay thì các bạn nhớ cho mình những cái bước như sau. Bước đầu tiên là các bạn sẽ phải sơn liên kết cho mình. Sau đó các bạn nhớ là lúc nào chúng ta phải cho máy hơ nhé. Những cái bước mà chúng ta vẽ gel cứ xong một bước là chúng ta phải cho máy hơ nhé. Thứ hai là các bạn sẽ sơn nền cho mình màu đỏ và màu đen. Sơn cho mình hai cái màu đậm này nhé. Mới học thì các bạn sẽ chọn cho mình cái nền màu đậm, màu đỏ, màu đen hoặc màu tím hoặc là màu xanh lam tùy ý các bạn. Để làm sao để ta kết hợp với cái gel trắng này này. Kết hợp với cái gel trắng này để tạo ra cái sự tương phản về màu sắc. Vì chúng ta mới học chúng ta phải có cái sự tương phản về màu sắc để chúng ta nhìn hình cho nó rõ.
Và cái thứ hai là khi mà chúng ta đi vào trang trí thì chúng ta phải đem lại cái hình ảnh cho khách hàng, chúng ta nhìn người ta thấy cái hình trang trí của mình rõ nét nhá. Đấy, thì các bạn phải lưu ý cho mình một cái điều như vậy. Chứ tuyệt đối là các bạn không nên là cái nền đậm mà các bạn lại sử dụng cái gel vẽ cũng màu trung gian, màu hoặc là màu đậm như màu nâu chẳng hạn, thì chúng ta không nhìn thấy gì cả. Hoặc là các bạn lấy cái màu trung gian như là cái màu xanh lá cây, hoặc là các cái màu hồng hoa 10 giờ vân vân, hoặc các cái màu nút. Đấy, thì nó rất là mờ, hình vẽ của chúng ta nó sẽ không được rõ nét, không đem lại được cái hiệu ứng về hình ảnh sắc nét được. Nên các bạn phải lưu ý cho mình cái vấn đề đấy nhá. Và cái bước thứ ba của chúng ta, sau khi mà chúng ta đã sơn nền rồi thì các bạn sẽ vẽ gel cho mình. Thì mình vừa mới nhắc là chúng ta sẽ sử dụng gel vẽ Hoppner màu trắng trên cái nền đậm này nhá. Và bước cuối cùng là các bạn sẽ sử dụng cho mình sơn bóng nhá, để bảo quản mẫu. Đấy, chưa? Và trong cái bài học ngày hôm nay là cái bài học cơ bản, nên các bạn phải lưu ý cho mình các bước nhá. Đấy, nếu như bạn nào quên thì hãy vào đây xem lại nhá. Đấy, những bạn nào trong quá trình học mà hay quên thì các bạn sẽ phải vào xem lại video mình hướng dẫn các bước. Đấy nhá. Trong bài học ngày hôm nay thì Huyền cũng chúc cho tất cả các bạn luyện tập được thành công nhé. Mọi sự đều được như ý. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.